Đây và đây là các trang phục dân tộc dân tộc Mông này mọi người. Váy rất là xinh luôn. Đây. Các gian hàng rất là đẹp luôn đây, để mình cho mọi người xem các họa tiết này. Đó. Các bộ váy rất là xinh xắn luôn mọi người đây. Bộ này rất là đẹp luôn. Đây và mình sẽ hỏi bạn này là một bộ bao nhiêu tiền nhé. Chị ơi, em hỏi mấy cái váy này là một bộ bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 800 ạ. 800 ạ? Vâng. Bộ nào rẻ nhất đây tầm khoảng bao nhiêu tiền? Rẻ nhất à? À. Rẻ nhất thì có đúng đó. Cái vải như thế này là 500 rồi. Vải em ơi, tò mò một chút, cái này là mình phát tự làm hay là có cái này nhà máy tự làm? Những cái hoa văn này mình nhập từ bên Lào Cai về, mình tự làm. Nhập từ bên Lào Cai về. Thế bây giờ cái này là mình khác đang tự đang theo đây à? Tự làm, các tự may. Cái này là bán lẻ à? Cái yếm này không phải bán lẻ, đang làm. Đang làm à? Nếu mà người ta có mua lẻ thì có mua không? Nếu như họ có lẻ thì bán lẻ thôi. Ví dụ như cái miếng này thì mình làm cái nào là thủ công, cái nào là làm bằng máy? Cái hoa văn này chắc là bằng cái này. Máy đúng không? Thủ công là mình so cái này, còn những cái này là máy mới móc hết. À, xong thì mình chỉ việc gắn lên cho nó hoàn chỉnh thôi đúng không? Vâng, những cái này là mình so hạt, còn những cái này là mình may thôi. Thủ công là những cái này mới phải thủ công. Cái này á? Cái này là làm hoàn toàn bằng tay hết. Làm từ tay hết. Cái này là thêu bằng tay hết. Ví dụ như nếu mà làm hoàn chỉnh một bộ quần áo giống như này thì tầm khoảng bao lâu, nếu mà gọi là mình làm liên tục giống như hàng ngày mình làm thì, nếu như mình thuê họ sâu hạt rồi thì mình may tầm một tiếng thế này được rồi, nhưng mà nếu như mình khắc sâu hạt thì nó chắc là tầm khoảng 1-2 ngày. Còn cái này là mú à? Hay là cái này là cái gì? À, cái này nhìn to nhẹ thôi nhỉ? Cái này bên trong bằng bông nhỉ? Bông, cái này là đệm. Đấy, cho em hỏi chút, chị nhà đâu nhỉ? Em nhà chợ bò. Ở chị nhà chợ bò. Chợ bò cái chợ 22 kia. Vâng. À. Thế chị tên gì nhỉ? Chị. Không sao đâu. Không được hỏi chị kia. Chị sinh năm bao nhiêu? Chị 3. À. Hàng ngày vẫn lên đây bán chứ? Ở chợ nào cũng lên. Hàng ngày bán đắt hay không? Cũng bình thường, có tùy từng hôm nữa. Thôi chúc chị một ngày đắt khách nhá. Cảm ơn em. Rồi ok, thì mình sẽ đưa các bạn đi xem các gian hàng khác nha mọi người nhá. Đó mọi người ạ. À. Ở đây một bộ quần áo như này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700-800 cho mọi người nhé. Đây còn cái váy này là không biết hoặc là một chủ công hay cái gì. Mình sẽ đi hỏi các bạn xem này. Chú này là công này làm cái gì nha? Hello chú. Hello chào chú nha. Cái này mua bao nhiêu tiền đấy? Cái này là 301 à? Cái này là làm bằng thủ công hay là làm bằng máy? Cái này làm bằng máy thôi. Làm bằng máy à? Có thể mở ra xem được không? Được mà. Mở ra mặt mà. À. Cái này bằng... Cái này là cái gì đấy? Cái này cuốn chân. À, cái này cuốn chân à? Cái này là váy. Cho dân tộc vào. À, váy là nó thành một cái tấm, một tấm như này xong mình cuốn lên đúng không? À. Đi vòng ngồi trong này. Chú nhà đâu nhỉ? Chú Bảo Lâm ạ. À? À Bảo Lâm ạ. À? Ôi chú, cái này là bằng bạc à? Cái này là bạc.
bạc 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 à, bạc căn căn à, là cứ anh em bạc giả đúng không? Bạc căn căn. Bây giờ mọi người ạ, nhìn cái này rất là cái này đi treo lên cổ à? À đúng rồi, treo lên cổ. Nhìn lung linh đẹp nhỉ. Cái này cũng là bằng máy hết à? Mua quần áo cho con à? Vâng. Em ra nhà gần đây không? Ừ, gần mà. Cái này một bộ bao nhiêu tiền chú? Em mua quần áo à? Mua quần áo cho chồng à? Em sinh năm bao nhiêu? 2005 à? Em nhà ở đâu? Xuân Trường à? Xuân Trường xuống đây hơn 20 cây đấy nhỉ? Phải lấy chồng chưa? Lấy rồi. Ừ, hai lẻ năm lấy chồng rồi, thấy chồng đâu? Chồng đấy à? À. Em tên gì? Em Linh. Em Linh à? Em xinh gái nhỉ? Thì mua một bộ cho chồng đi. Ok, em cho mua quần áo đi nha. Rồi ok, mình đưa các bạn đi xem các một gian hàng khác nhá. Ở đây các ngày chợ họ bán rất là phong phú tất cả các loại đồ nhé. Mình sẽ đưa các bạn đi khám phá thêm về các mặt hàng khác nhé. À đúng rồi. Chơi chơi. À đây rồi. Ở đây có thấy một cái bà chị. Ê ơi, chào chị nha. Chị trời, chị ở đâu nhỉ? Chị ở Nam Cao. Nam Cao à? Nam Cao ở xóm nào? Kia cỏ. À, đây là những cái mặt hàng mà mình bán hôm nay đúng không? Đây là mình khác tự làm à? Mấy cái này nè. Mua hết à? À? Có cái nào tự làm bằng thủ công không? Có. À, mấy cái này bằng bạc à? Đó. Cái này là kính gì đây? Kính láo. Kính láo à? Bộ ba tiền một bộ đây. Mấy cái này cũng khác làm à? Hay mua hết. Cái này bằng tóc thật đấy, tóc giả đấy. Tóc giả. Kim muôn đúng không? Em muốn rất đồng sản chỉ mà.